Sau hơn một năm đi vào hoạt động từ ngày 3 tháng 2 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận, lực lượng chức năng đã phát hiện 27.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 14 tháng 12 2021 đã phát hiện hơn 26.000 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã dừng xử phạt nóng gần 5.500 trường hợp và gửi hơn 31.000 thông báo vi phạm tới chủ phương tiện. Số trường hợp vi phạm đến giải quyết theo thông báo là hơn 2.700 trường hợp. Còn trong 2 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện và dừng xử phạt nóng 850 trường hợp, gửi gần 9.800 thông báo vi phạm. Đến nay đã có gần 590 trường hợp đến giải quyết. Qua đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm gần 1.800 trường hợp với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 550 trường hợp, tạm giữ một xe ô tô,